Sáng 30 tháng 11, đại diện cơ quan chức năng và địa phương tỉnh Nghệ An đã có mặt tại sân bay Nội Bài để tiếp nhận đợt 2, gồm 14 thi hài và 2 lọ tro cốt của công dân Nghệ An còn lại. Trong đợt vận chuyển này, có tổng số 16 thi hài và 7 lọ tro cốt là công dân Việt Nam được đưa về nước làm các thủ tục mai táng. Ở Nghệ An đợt này có 3 nạn nhân có hộ khẩu tại Diễn Châu, 7 người quê Yên Thành, 3 người ở Nghi Lộc và 3 người ở thành phố Vinh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương phối hợp giúp đỡ gia đình các nạn nhân, tổ chức an táng đảm bảo chu đáo, trọn vẹn, kịp thời thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những đau thương mất mát để gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Trước đó, sáng 27 tháng 11, đại diện cơ quan chức năng và địa phương tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận đợt 1 gồm 5 thi hài công dân Nghệ An chuyển về địa phương để bàn giao cho gia đình nạn nhân tổ chức an táng theo phong tục, tập quán và quy định của địa phương. Việc tiếp nhận, di chuyển và bàn giao thi hài các nạn nhân về cho gia đình đã đảm bảo đúng kế hoạch, chính xác, an toàn. Dư luận nhân dân đồng tình và cảm ơn các cơ quan chức năng trung ương, địa phương đã tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất trong việc di chuyển, tiếp nhận, bàn giao và phối hợp với gia đình để tổ chức an táng thi hài các nạn nhân theo đúng phong tục, tập quán và quy định của địa phương, góp phần xoa dịu nỗi đau, mất mát đối với các gia đình có người thân bị nạn.